Rồi, xin chào mọi người nha. Hôm nay mình xin tâm sự với mọi người một cái yếu tố, đó là cái việc mà sinh sản, cái việc mà sinh sản nhiều nó có lợi, và nó có một cái yếu tố là coi như là về cái con mẹ sinh sản nhiều đó, nó cũng có một cái yếu tố, cái khuyết điểm. Đó, ở đây á, là mình cũng muốn tâm sự với mọi người á. Mình chồng mình á, là vừa mới đẻ một cái ổ 6 con nữa. Tuy nhiên cái thời điểm mà nó mang thai để mà nó đẻ 6 con á, thì mình cung cấp không có đủ chất à, cho nên là con nó yếu mọi người, con nó yếu à, thành thử ra là rất là tiếc là con mẹ đó là nuôi con không đạt, và mình không có bắt ra nuôi nuôi bộ nha. Đây nè, hiện tại là có 3 con, mình chỉ quay sơ thôi, quay sơ cho mọi người thấy thôi. Đó, 3 con là con mẹ nuôi không được đó. Thì cái việc đó rất quan trọng nha mọi người. Khi mà mọi người thấy cái bụng của con chồn mà nó đạp nhiều, mà con mẹ nó ăn nhiều, thì mọi người nên bổ sung đầy đủ chất cho nó, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, nếu như một con mẹ mà nó đẻ 6 con thì nên, tốt nhất là mọi người nên nên bắt một tới 2 con ra nuôi bộ, nuôi phụ con mẹ, nuôi phụ con mẹ nha. Tại vì ở đây mình tính ra là đã có 2 bầy đẻ 6 nha. Đã có 2 bầy đẻ 6. Cái việc mà đẻ kỷ lục của mình đó là đẻ 7 nha. Có 1 bầy đẻ 7 con. Cái năm trước đó, cái bầy đẻ 7 con, nhưng mà cái con mẹ nó bây giờ mới lên giống nè. Để mình coi, theo dõi coi cái con đó nó có coi như là nó có năm là năm nay nó có đẻ được 7 con hoặc là 4-5 con hay không. À, mình chỉ nghĩ là để tốt nhất á, mình nghĩ để tốt nhất là để con mẹ nó chỉ tầm khoảng 4-5 con, nó nuôi con tốt là được nha. Chứ mà đẻ 6 con mình thấy con mẹ nó nuôi đuối quá. À, mình không có thời gian để mà chăm cái con này. À, có nhiều lúc á, chăm nó cũng hao hụt à, chứ không phải là bình thường. Nó bình thường mình nuôi bộ nó cũng hao dữ lắm. Tại vì á, cái sữa tốt nhất là cái sữa mẹ, mà cái sữa mẹ nó mà nó yếu á, nó không bù, nó bú được á, thì cái sức đề kháng nó yếu nha. Mọi người lưu ý cho mình á, cái việc mà sữa mẹ nó mà mình nuôi bộ á. Đó. Thì cái đầu năm mà mình có được coi như là tổng cộng bây giờ là có được 1 ổ 2. 5 ổ mà có được 2 ổ 6. Còn lại là 3 ổ 4 con nha. Đó, 3 ổ 4 con. Thì cái việc mà nó mà đẻ nhiều như vậy á, là mình có thể loại trừ nó được. Ví dụ như nó hao hụt đi 3 con, mình còn lại 3 con. Đó, hoặc là nó hao hụt 2 con thì mình còn lại 4 con. Đó, hoặc là nếu như mình có thời gian á, mình nuôi bộ được á, thì sống được cái nào thì hay cái đó. Đó. Chứ còn nếu như mà mọi người không có thời gian giống mình á, thì rất khó, rất khó. Nó hao hụt quá, phí ra cả năm trời mới có được bầy đẻ, hoặc là một năm thì nó đẻ 2 lứa chẳng hạn. Mình phải quý nó, bây giờ nó vậy mình phải chịu thôi mọi người đó. Thì tình hình không biết ở chỗ mọi người chồn như thế nào. Rồi đa số ở miền Đông này á, tức là khu vực của mình là Định Quán, Đồng Nai, thì đa số bắt đầu là chồn nó bắt đầu nó đẻ. Mình còn một số con nữa đang bầu, tuy nhiên là vẫn có những con lên giống nối tiếp nhau luôn nha, nối tiếp nhau luôn. À, cho nên là mình phối mà nó không đậu đợt này, nó lên lại đợt 2 mình cũng bình thường, không có sao hết. À, cái việc mà mình nó đẻ đắp mô lên vậy á, thì mình khỏe. Còn mà nó lên giống liên tục như vậy, con đực nhảy á, đực nhảy nhìn cái mặt khờ luôn, không nhảy nổi luôn. Cho nên là trong chuồng mình rất là nhiều đực,
Đó, tình hình là chuồng rất là nhiều đực nha. Đó, mọi người thấy con chồn nó thò cái tai nó ra, nó phá, nó ăn cái trái chuối. Cái bầy này là bầy bốn, mà bốn con cái luôn. Mình hổm hổm giờ mình thấy là có 5 con đực là có, nhưng mà cái trường hợp mà 5 con cái thì chưa. Nhưng mà đây là cái bầy mà có 4 con cái là mình thấy rồi nha. Đây có cái bầy 4 con cái nè. Đó, trọng lượng chắc tầm trên dưới 2 kg cái không à. Đó, đây nè, cái nhát 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 đó, thì cũng gần sắp tới cái giờ mình cho nó ăn rồi đó. Mình quay cái clip này xong là mình cho nó ăn đó. Hôm nay là cũng gần đi dạy rồi, ngày mai nghỉ được ngày chủ nhật nữa là sáng thứ hai đi dạy đó. Đó, bây giờ trong trong ổ thì nó kêu chít 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 xuống, và trong chuồng mình đó, trong trại mình đó, chuồng con cứ lai ra lai ra từ giờ cho tới tháng tháng 4, tháng 5 nó vẫn còn đẻ nha. Nó cứ kéo kéo dài vậy đó, chứ không phải đâu, không phải ấy đâu. Còn cái dạng này chắc phải năm sau mới lên giống được. Tại giống này giống to, giống này giống con mẹ phải 4 kg, 4,5 kg trở lên. Mọi người cũng đừng lưu ý là đừng nên mua những cái dạng mà giống nhỏ quá. Cái giống con mẹ mà 2 kg mấy, 3 kg rồi. Đây, giá ăn giống này nè. Đây nè. Đó. Con này cũng tạm tạm thôi, chứ còn không có to con nha. Không có to. Đó. Con này nó nhìn vậy chứ nhỏ to. Khi mà đẻ ra thì không không được to. Đó. Đây nè, to là con này nè. Đó, con này phải 4 ký mấy trở lên. Đó. Thì khi mà con nó đẻ ra thì nó mới ok được. Đó. Đây con đực, con đực nó lòi cái ấy của nó lên. Đó, đực nghe đực nhảy của mình đó. Nhảy đuối luôn mà. Trộm gì đâu mà nhảy mà đuối luôn. Đó, con này hình như là con cái nè, con cái này mọi người cũng thấy nè, to lắm. Đó, thấy cái con này chắc cũng muốn lên giống lại nè. Phải dài vậy nè, to dài mà tầm phải 4 kg trở lên đó. Nè mọi người coi nè, dự đó. Mấy con này giờ đang ngủ hết rồi đó, con phải bự 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 vậy nè. Thì khi đó ra con đó, mình bán thịt đó, con đực thịt đó, đó. Cũng 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 ok, giật mình khẹt. Đó. Đây đực nè, đó, này đực. Đó. Còn mấy con này thì mùa này chắc lên giống. Cái mình để lại để mình làm giống. Rồi, xin cảm ơn mọi người đã theo dõi nha. Chào mọi người.